Cô chào các em. Sau đây, cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 3, trang 145, sách giáo khoa Sinh học 9. Đề bài như sau: Theo em, dân số tăng quá nhanh có thể dẫn tới những trường hợp nào trong các trường hợp sau đây? A. Thiếu nơi ở. B. Thiếu lương thực. C. Thiếu trường học và bệnh viện. D. Ô nhiễm môi trường. E. Chặt phá rừng. F chậm phát triển kinh tế, g, tắc nghẽn giao thông, h, năng suất lao động tăng. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy nghiên cứu lại mục 3 La Mã, tăng dân số và phát triển xã hội, trang 145 trong bài 48, quần thể người, sách giáo khoa sinh học 9. Cô cùng với các em sẽ đi vào lời giải chi tiết. Chúng ta thấy, dân số tăng nhanh có thể dẫn đến những hậu quả đó là thiếu lương thực thiếu trường học và bệnh viện, ô nhiễm môi trường, chặt phá rừng, chậm phát triển kinh tế, tắc nghẽn giao thông. Cụ thể như sau, khi dân số tăng nhanh, con người thiếu lương thực và nơi ở, thiếu trường học cho trẻ, trẻ em không được giáo dục đầy đủ, nền kinh tế chậm phát triển. Điều này dẫn đến chặt phá rừng để gia tăng diện tích canh tác và cư trú, dẫn đến ô nhiễm môi trường, phát sinh nhiều bệnh tật hiểm nghèo, thiếu bệnh viện, Đồng thời, dân số gia tăng nhanh dẫn đến hiện tượng đô thị hóa mạnh, như cơ sở hạ tầng không đáp ứng đủ nhu cầu của người tham gia giao thông, dẫn đến tắc nghẽn giao thông. Vậy, đáp án mà chúng ta cần chọn đó là đáp án A, B, C, D, E, F, G. Cô cùng với các em đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 3 trang 145 sách giáo khoa Sinh học 9. Cảm ơn tất cả các em đã lắng nghe.